Đồng bào và các bạn thân mến, mời đồng bào và các bạn đón xem chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa đồng bào và các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa luôn ý thức được vị trí vai trò của mình, không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của cả tỉnh, trong đó có vai trò và những đóng góp quan trọng của các già làng trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phần đầu chuyên đề dân tộc và phát triển hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về một người có uy tín trong cộng đồng ở xã Thẩm Dương, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai. Tiếp đó, chúng ta cùng tìm hiểu về những nỗ lực của xã Minh Tân, huyện Bảo Yên trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã Thẩm Dương, huyện Văn Bản đã triển khai chỉ đạo các thôn bản làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôn vinh biểu dương và ghi nhận những công lao đóng góp của các cá nhân người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tốt chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn xã Thẩm Dương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trước đây, mọi công việc của địa phương triển khai xuống thôn thường bị chậm và gặp nhiều trở ngại do không huy động được sức dân tham gia. Nhưng những năm gần đây, vấn đề này đã có những chuyển biến tích cực với việc người có uy tín trong cộng đồng đã ngày càng thể hiện vai trò của mình. Nhiều năm qua, ông Phùng Văn Sinh, người có uy tín của thôn Thẩm Con, đã tích cực vận động bà con trên núi cao Hạ Sơn xuống núi để xây dựng cuộc sống mới. Đến nay, tất cả 6 hộ đồng bào dân tộc sao ở khu vực nậm hèn cách trung tâm thôn 8 km đã chuyển xuống trung tâm thôn để dựng nhà cửa làm ăn sinh sống. thôn thôn bản, Vì bà con ở cách thôn 8 km đi đường rừng, qua suối rất khó khăn, không trường lớp, con cháu không được học hành. Tôi là đảng viên và là trường bản. Tôi thấy mình có trách nhiệm vận động bà con chuyển xuống vùng thấp. Tôi đi một lần, vận động không được. Đi hai lần, ba lần. Gặp ai tôi đều bảo. Nói nhiều, bà con cũng nghe theo và chuyển một hộ xuống đầu tiên. Người có uy tín trong cộng đồng Phùng Văn Sinh có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Họ là những người gắn bó và hiểu rõ về cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc. Bằng kinh nghiệm, hiểu biết của mình, các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn tiên phong trong lao động sản xuất, để từ đó khuyến khích người dân noi theo. Điển hình như trong phát triển sản xuất, Phùng Văn Sinh đã tuyên truyền vận động bà con từ gieo cấy lúa nước một vụ lên hai vụ. Hiện nay bà con làm thêm vụ đông để tăng thêm thu nhập là hộ đầu tiên từ khu vực Nậm Hải, cách trung tâm thôn 8 km đường núi, vượt qua suối, sông, đã hạ sơn xuống trung tâm thôn để định canh định cư làm ăn sinh sống. Ông Lý Thừa Vạn không những thoát khỏi đói nghèo mà còn có của ăn của đẻ và trở thành hộ gia đình khá nhất thôn. Vì ở vùng cao xa xôi không có trường lớp cho con cháu học, nên tôi quyết định chuyển xuống gần trung tâm thôn để con cháu được học hành, sau này còn có kiến thức làm ăn. Nếu học được giỏi thì làm cán bộ, không thì cũng biết tính toán làm ăn cho gia đình mình. Nhận thấy những bài hát dân ca giao là nét đẹp văn hóa đang có nguy cơ bị mai một, vì thế hệ trẻ ngày nay không biết sáng tác và không biết hát người có uy tín Phùng Văn Thông đã tổ chức dạy cho các cháu học sáng tác, học hát dân ca giao tại nhà mình vào các ngày lễ Tết hay lúc các cháu nghỉ hè. Qua đó, thế hệ trẻ dân tộc giao xã Thẩm Dương huyện Văn Bản đã bước đầu biết sáng tác và học hát. Con cháu bây giờ chỉ chăm chỉ học hành thôi chứ không chú ý đến việc sáng tác hay hát bài hát mình nữa. Thứ nhất, không có thời gian để đi theo người lớn biết sáng tác, biết hát. Thứ hai, các cháu chưa thật sự yêu thích học sáng tác hay hát những bài hát của mình. Theo tôi, những năm tiếp theo, những người làm cha làm mẹ phải kiên trì dạy bảo con cháu, để con cháu mình biết hát thì mới giữ gìn được bản sắc văn hóa của mình ông Phùng Văn Sinh tích cực phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới xóa bỏ tư duy phong tục lạc hậu để vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững bản thân ông Sinh đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế sau đó vận động bà con noi theo ông còn là tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng trường học khi địa phương triển khai xây dựng phân hiệu trường tiểu học và trường mầm non Thẩm Hiêm. Ông đã tự nguyện hiến trên 1.630 mét vùng đất. Để rồi sau đó, nhiều hộ dân trong thôn cũng hiến đất mở đường, làm nhà văn hóa và góp hàng trăm ngày công lao động làm đường. Được bà con đồng tình ủng hộ, phân hiệu trường tiểu học và mầm non Thẩm Hiêm đã nhanh chóng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Con cháu được học ở môi trường an toàn. Tôi là đảng viên, là người có uy tín trong cộng đồng nên tôi phải làm gương hiến đất trước để xây dựng trường học. Và tôi nghĩ trường học là để con cháu mình học nên tôi sẵn sàng hiến đất cho. Lần đầu tiên hiến đất xây dựng trường cấp 1, sau đó hiến đất xây dựng trường mầm non. Sau đó lại hiến đất tiếp để xây dựng nhà bán chú vì học sinh đi học xa hàng ngày không đi lại được. Được sự ủng hộ đặc biệt của thôn bản mà đặc biệt của hộ gia đình Phùng Văn Sinh đã hiến hơn 1.000 mét vuông bìa đỏ của gia đình để cho nhà trường để xây dựng đơn vị nhà trường để mở rộng quy mô trường lớp đảm bảo an toàn cho các cháu. Người có uy tín còn phát huy hiệu quả trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc dân tộc, bản thân họ là những cha mẹ, ông bà mẫu mực để con cháu noi theo. Họ tham gia cùng cán bộ các xã, thôn, vận động các cặp vợ chồng sinh đẻ có kế hoạch đảm bảo nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tích cực tham gia bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì các phong tục lễ cấp sắc, lễ hội lồng tồng, lễ hội đình làng dạ để người dân có tinh thần vui tươi, phấn đấu lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Nhận rõ là cái vai trò trách nhiệm người tính cộng đồng ấy đối với ông Phùng Văn Sinh ở thôn Thẩm Miêm trong năm vừa qua là cái ông Sinh này là tuyên truyền rất là tốt. về cùng đi đầu với các, các tốt uh, những các thôn bản. Đặc biệt nhất là từ năm 2002 mà đến năm 2013 đã uh, gia đình ông Sinh ấy đã hiến đất là cho xây dựng trường tiểu học phân Hiệu Thẩm Hiêm. Giờ đây tuy đã cao tuổi nhưng người có uy tín trong cộng đồng Phùng Văn Sinh vẫn luôn là người gắn kết ý Đảng lòng dân từ đó góp phần thực hiện tốt công cuộc phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Thưa đồng bào và các bạn, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Kết quả này có được là sự nỗ lực rất lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tân. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã giúp cho diện mạo của xã, đời sống kinh tế của người dân nơi đây đã có những đổi thay nâng lên đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, xã Minh Tân đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả này có được minh chứng cho sự quyết tâm lớn của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân nơi đây. Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nên thời gian qua Xã Minh Tân, huyện Bảo Yên đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi Minh Tân về đích nông thôn mới thì đã đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thì về việc Đảng và nước ta phấn đấu sau khi xây dựng nông thôn mới xong và sẽ triển khai những bước tiếp theo về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Minh Tân đã lựa chọn các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện trong từng năm để đưa ra giải pháp cụ thể. Đặc biệt là vai trò ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là đồng bào dân tộc nơi đây trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua 10 năm triển khai, toàn xã đã có 85 hộ hiến đất để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, trường học, không chỉ hiến đất nhân dân trong xã còn tích cực tham gia ủng hộ ngày công để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới khác. Với kết quả đóng góp được trên 1.000 ngày công, bộ mặt nông thôn của xã đã có thay đổi đáng kể. Diện mạo mới, khang trang hơn, đời sống kinh tế của người dân cũng được nâng lên. Người dân trong xã đều tự hào trước những đổi thay ấy của xã mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. Nói lên những cảm nghĩ của mình khi xã hoàn thành về đích nông thôn mới, để giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu là thôn nông thôn mới nâng cao, tôi là trưởng thôn đi đầu trong mọi phong trào vận động bà con bảo quản và vệ sinh quét dọn đường làng sạch sẽ. Có đường thì bà con mới bán được những sản phẩm mình làm ra được thuận lợi. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Minh Tân cũng đã huy động trên 4,5 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Mục tiêu kế hoạch này được triển khai tới từng thôn bản, đẩy mạnh vận động, tuyên truyền các hộ dân thực hiện. Kết quả đã có được 220 hộ dân thực hiện chỉnh trang làm mới nhà ở. Trong chăn nuôi, xã cũng vận động người dân thực hiện làm chuồng trại, đảm bảo cứng hóa, hợp vệ sinh. Kết quả đã có 120 hộ xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, 100% số hộ trên địa bàn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Triển khai làm đường giao thông nông thôn, xã Minh Tân đã thực hiện cứng hóa được trên 32 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 7 nhà văn hóa tại 7 thôn bản. Đến nay, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ở ba cấp của xã đạt 100%. Một trong những tiêu chí thực hiện xây dựng nông thôn mới được xã Minh Tân chú trọng, đó là phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tiêu chí này, vấn đề chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân được cấp ủy chính quyền xã tích cực triển khai. Nhờ đó đã có những mô hình phát triển kinh tế từ chính thế mạnh của địa phương được thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã Minh Tân được nâng lên từ 12 triệu đồng một người một năm năm 2012 lên 36,06 triệu đồng một người một năm năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm. Năm 2019, khi hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 8,67% xuống còn 4,38%. Việc đạt chuẩn nông thôn mới của xã không chỉ hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề ra, mà còn góp phần không nhỏ nâng cao đời sống nhân dân và là cơ hội để Minh Tân có điều kiện phát triển đi lên trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn khởi trước những đổi thay về đích nông thôn mới hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trước đây vất vả lắm, điện không có, nước không có, đường làng toàn đi đường mòn, khổ lắm. Bây giờ được đảng nhà nước quan tâm mở đường đến tận thôn bản, nước sạch cũng có, điện cũng có, nhà trường cũng xây dựng đến tận thôn, phấn khởi lắm. Để hoàn thành được mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Minh Tân đã xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện. Trong đó, giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu được Minh Tân ưu tiên hàng đầu. Điển hình là việc phát triển kinh tế từ trồng quế, nuôi cá thương phẩm, nuôi lợn hàng hóa. cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng rừng đạt hiệu quả. Theo cái chủ trương của đảng ủy về cái chương trình xây dựng mới thì đối với ban trị, bộ cũng với trưởng bản phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thì uh, thực hiện cái chương trình thi mới thì uh, kết quả cái uh, trong chương trình thi mới của bản mai một thì góp phần để cùng xã Minh Tân về tích nông thôn mới hai thì giờ còn uh, lại thì còn một, về còn về cái uh, tuyên truyền về cái dịch vụ uh, cái, cái uh, covid 19 chín cũng uh, theo cái uh, quyết chung và cái chỉ thị của Đảng nhà nước về chính phủ thì cũng đối với chi bộ thì cũng vận động nhân dân thông qua các cái hội nghị thì cũng tuyên truyền về cái cái, cái phòng chống dịch Covid-19. Hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới, đời sống diện mạo của xã Vùng Cao Minh Tân đã có những thay đổi. Thành quả ấy thể hiện rõ chủ trương chính sách của Đảng phù hợp với lòng dân, được người dân đồng lòng tích cực tham gia. Chính vì vậy mà mục tiêu của Minh Tân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao ở giai đoạn tới sẽ hoàn toàn thực hiện thắng lợi được. Khi mà chủ trương ấy đúng với tâm tư nguyện vọng của người dân và người dân sẽ tích cực tham gia. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.